bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Mặt khác, do nhu cầu đời sống và khoa học kỹ thuật phát triển, ngành nông nghiệp không ngừng tăng vụ, tăng năng suất, càng làm cho đất đai cạn kiệt ngày càng nhanh. Để bù lại, người ta bón cho cây trồng ba loại khoáng là NPK. Do đó, nông sản hiện nay luôn rỗng về khoáng và vitamin. Vì thế, ngày nay dù ăn thế nào cũng thiếu chất, đây là đặc điểm nổi bật thời văn minh. Ngay từ năm 1936, trong biên bản họp của Hạ nghị Viện Mỹ đã cảnh báo chất lượng nông sản tại các nông trang Mỹ giảm rất nhiều so với trước. Theo dõi trong vòng 10 năm từ năm 1985 đến năm 1996 cho thấy hàm lượng khoáng trong nông sản ở Đông Âu giảm từ 30 đến 70. Các nguyên tố khoáng được chia làm hai nhóm sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.